Chào mọi người nhé, ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái chế phẩm sinh học phân bón chuyên dùng cho hoa hồng cây cảnh, giúp tẩu tán mượt lá, cứng cây ra nhiều hoa, kích rễ, bật mầm chồi, kích thích rễ hoa và làm cho hoa lâu tàn. Với một gói phân bón chuyên dùng cho hoa này thì có trọng lượng là 1 kg ạ. Và phía sau của sản phẩm thì sẽ ghi là thành phần của sản phẩm gồm những gì, công dụng và cách dùng để chúng ta dễ sử dụng hơn. Trước khi dùng thì mọi người nhớ đọc kỹ cái hướng dẫn sử dụng để chúng ta có thể bón hiệu quả hơn nhé. Công dụng của sản phẩm này thì sẽ là cung cấp vi sinh vật có ích cho đất, tái tạo mùn cho đất, làm cho đất tơi xốp, tăng cường sự phát triển của bộ rễ, giúp cây phát triển tốt, cho năng suất cao, kháng nấm bệnh, phân hủy các bã thực vật khi ủ phân nhiệt độ tăng cao, giúp diệt mọi mầm bệnh nguy hại, giải độc hữu cơ và phân giải lân cho đất nhé. Anh chị em nào mà có nhu cầu mua cái sản phẩm phân bón chuyên dùng cho hoa hồng cây cảnh này thì liên hệ với em nhé. 3T nhà vườn, địa chỉ tại Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội. Số điện thoại đó là 0374 886 977.